Một nam thanh niên đang chơi trượt ván trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì bị một nam thanh niên phóng xe máy như bay tông trúng. Cả hai người thoát chết trong găng tấc. Nhiều người không khỏi thót tim và bức xúc khi xem đoạn phim. Như mọi ngày khi phố đi bộ đã vắng thì nam thanh niên cùng bạn đưa ván ra chơi. Lúc này người bạn của nam thanh niên đang trượt ván thì nam thanh niên lấy điện thoại di động ra quay. Bất ngờ nghe tiếng của những người xung quanh la lớn, có xe, nhìn qua thì thấy bạn bị người lái xe máy tông. May mắn người tông xe và người bị tông xe không bị thương nặng. Nhiều người phẫn độ vì vô đi bộ lại có người lái xe máy chạy vào. Liên quan đến vụ việc này, ông Phan Thiên Định, bí thư thành ủy Huế cho biết đã đề nghị trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh phối hợp cùng công an thành phố Huế truy tìm người vi phạm quy định chạy xe máy trong công viên, đường đi bộ để xử lý.